Thử thách một ngày ăn toàn đồ màu xanh, từ nước uống, hoa quả, rồi là đồ ăn vặt, ăn từ trong nhà ra đến ngoài đường vẫn cứ làm màu xanh thì sẽ như thế nào đây? Phải nói là quá lâu rồi mình chưa làm lại cái thử thách màu sắc. Hôm nay trở lại Hoành Tái Tràng với một màu cực kỳ tươi tắn, chính là xanh lá. Thế nên là mình sẽ đi một cái siêu thị màu xanh, mua táo, mua rau, rồi giờ thì quay ra mua nước uống nữa. Đây rồi, trà bí đao Wonder Farm, nhìn là thấy xanh mà thanh mát rồi. Mà mình mê trà bí đao này từ lúc nào không hay luôn ấy. Ô, có cả chai 440ml rồi này. Ô, chai nhỏ xinh xinh cũng có luôn, 280ml. Và tầm của mình là phải uống cái chai to với cả uống lon. Nói mới nhớ hồi nhỏ dạng lon này mẹ mình hay mua uống dịp Tết lắm. Giờ mà đi chợ hay siêu thị không cần phải thử thách như này luôn, mình cũng sẽ nhót vài lon để tủ uống dần. Rồi ra tủ lạnh lấy thêm cái kem màu xanh, đi quanh quanh là cũng gần hết thứ mình thích màu xanh rồi đấy. Thêm snack nữa thôi là thanh toán ra về. Bữa nay là tha hồ xanh xanh toàn xanh luôn nha. Rồi đợi xíu để mình mang ra bàn rồi thưởng thức từng món. Nói chung là đây là ăn giữa buổi nên là sương sương từng này món thôi, chủ yếu là ăn vặt. Để mình đi rửa cái táo xanh này đã. Đấy, cho luôn vào cái tô màu xanh rồi chuẩn bị cái đĩa dốc snack ra. Đấy, miếng nào miếng đấy nó cũng chấm chấm xanh xanh chứ bộ. Đấy, suýt quên cái mà phải ăn đầu tiên chính là kem không mà tan mất. Một que kem vị đậu xanh à, thơm thơm mà nha. Mà cái này được cái bên ngoài xanh bên trong cũng xanh luôn, mà hơi ngọt nên là mình xin phép và chuyển sang uống nước luôn nha. Hai chai trà bí đao Wonder Farm thì mình sẽ để tủ cho mát rồi quay ra uống lon cho đã nha. Trời ơi, nghe cái tiếng nó thế gì đâu á. Thực sự là uống cái trà bí đao này rất dễ bị ghiền đấy. Thanh mát, sảng khoái, cái vị ngọt ngọt kiểu dễ chịu nữa. Nhưng mà bình thường là cũng có khá nhiều phiên bản khác như Less Sugar này, rồi Slick Can. Và cái chai pet mình cũng đã quay cho mọi người thoải mái lựa chọn. Rồi giờ thì cùng đứa bạn xử lý nốt những cái thứ còn lại. Đúng mà snack này ăn là phải có trà bí đao uống cùng, không là khô miệng lắm. Xong mình thấy trong phòng có bánh gạo màu xanh cũng ăn luôn. Đấy, nhìn không kỹ các bạn lại tưởng cái snack ban nãy nhưng mà không phải đâu nha. Đây là bánh gạo màu xanh vị cốm thì phải. Chưa dừng lại ở đó, vẫn cứ càn quét trong nhà và tìm thêm được kẹo màu xanh. Ngại ngần gì mà không cho vào miệng. Không những 1-2 viên mà còn rất nhiều viên. Ơ mà cái kẹo này chỉ là cái vỏ màu xanh thôi, nhưng mà nhân bên trong không màu xanh nha. Nãy giờ ăn cũng khá thứ màu xanh, miệng mình cũng đủ loại hương vị rồi đấy. Giờ vác cái ví màu xanh, đeo khẩu trang màu xanh ra ngoài ăn nữa. Ngay cái chỗ mình ngồi có cái cô bán cả một thau hoa quả luôn. Nhìn thôi chưa ăn đã thấy rớt hết cả nước miếng. Khoan, nhưng mà hôm nay cô bán xoài, cà na rồi là ổi hơi vàng vàng nhỉ. Nhưng mà không sao, mình đã cầm theo trà bí đao Wonder Farm đi dự phòng rồi. Yên tâm luôn luôn sẽ có màu xanh. Đấy, bình thường quay ngoài đường đợt này còn nắng nóng nữa, không thử thách thì cũng phải mang đi thôi. Đi đường thiếu nước khô, cái cổ họng mà mở ra hấp liền. Mà cầm theo cái chai trà bí đao Wonder Farm 440ml này cũng tiện nữa, giải khát giải nhiệt nhanh lắm ấy. Vừa bổ sung nước cũng vừa giúp mình lấy lại cái tinh thần sảng khoái để mà quay dựng nữa. Chứ nhiều lúc ra ngoài ăn món này món kia đâu biết là nó nóng miệng hay cay tê như nào. Thế nên cứ cầm cái món nước này đi uống cho chắc. Đấy, mua xong xoài là mình ghé ăn bàn ngồi ăn cho tiện. Thực ra là cái vỏ xoài nó cũng xanh ấy, nhưng mà gọt ra nó thành vàng thôi mọi người ạ. Ở đây thì xoài sẽ ăn cùng với mắm ruốc. Con cóc thì cũng siêu xanh, cho nước mắm vào rồi lắc. Miếng nào miếng đấy nó ngấm gia vị nhưng mà hơi cay à nha. Thì cái phần của mình cô cho hơi nhiều ớt, thế nên là mình ăn đâu khoảng 2-3 miếng là bắt đầu phải hớp một miếng nước trà bí đao rồi. Kiểu để cân bằng lại sau đó lại tiếp tục ăn thôi. Ê, món nước này đúng kiểu cứu tinh cho mấy đứa làm food review như mình. Mà đấy, quanh quanh là cũng ăn khá những cái món màu xanh rồi. Thế thôi, nên là mình xin phép kết thúc cái thử thách màu xanh ở đây nha.